câu hỏi đó chị. Trên xuống kia.
Em bảo đi xuống nhà chị chơi này. Xuống chị chơi á? Vâng. Chị vừa đi làm về. Đi mà cho này đi lau nhà thuê cho họ. Em vừa tan ca làm về à? Em đi công tác về xong rồi bảo đi xuống nhà chị chơi. À. Vâng. Vâng, xuống thôi. Xuống chị chơi. Thế thì chị đi bộ à? Vâng, chị đi bộ mà. Thế lên xe em đèo đi. Không lên em ạ, à. Chị ngại lắm. Tí nữa làng xóm rồi các thứ người ta thì sao tí lại mang để mang tiếng cho em. Mình chắc không sao đâu mà. Thôi em cứ đi trước đi, xong là đi đến chỗ đường rẽ khi chờ chị đi bộ cũng nhanh mà. Thôi em ạ, tuy rằng hai chị em mình thì không sao nhưng mà còn làng xóm láng giềng ấy tí họ lại nghi ngờ thế này thế kia mang tiếng cho em và chị. Vâng. Thế em cứ đi trước nhé. Em đi trước. Vâng. Đi ra chỗ đường rẽ chờ chị nhé. Chị đi bộ cũng được mà. Đi nhanh nhé. Em đi công tác về lâu chưa? Em sáng về nữa rồi chị ạ. À, sáng về à? Thế lại còn xuống vất vả xuống thăm chị nữa. Về em mặc cái quan làm việc luôn. Khổ lắm em ạ. Sao chị cắt thang đi? Chuyện dài lắm em ạ. Này chị kể cho em nghe. Vâng. Không có thời gian kể. Chờ chị lên thì mở cổng ấy nhé. Vâng. Lên đi em ơi. Lên nhà đi. Ôi, mệt quá. Lên nhà đi. Lên chân người đi em. Lên hồng lúc. Thôi em về chơi là được. Còn mua quà về làm gì nữa. Mà và đi công tác về thôi. Chị bảo đi mua quà nữa, đến chơi là tốt rồi. Chứa vừa cho bà với chị uống. Mẹ chồng chị vẫn chưa về đâu mà. Thế bây giờ vẫn ở với con gái thế kìa. Vâng, vẫn ở với con gái. Thôi chị xin nhé. Vâng ạ. Giờ sau đến là không được mua quà nữa nhé. Không sao đâu mà. Mua quà nhiều này chị ngại lắm. Đấy, bây giờ làm như thế này. Mát mà chị. Vâng, mát hẳn em ạ. Thôi chị đi dân nước cho em uống. Thế là em này đi xe máy à? Vâng, em
Hôm đi công tác về xong rồi em tiện lấy xe máy về được. À. Tại vì ở trong này đường đi lại đúng khó rồi. Quá. Đôi lúc ở trong đường thôn ấy, ô đi ô tô nó không tiện em ạ. Vâng, đúng rồi chị. Mang được xe máy lên thì có đôi lúc thì đi vào thôn và giết thì nó tiện hơn. Có mấy thôn ở đây thì cũng không có đường lắm. Không có đường to cho nên vâng. Em phải lấy xe máy ở nhà mang cả xe máy đi. Vâng. Vâng. Còn lúc mình đi họp đưa đâu mình lại đi ô tô. Đúng rồi, đi họp thì đi ô tô để đỡ chống mưa chống nắng. Vâng. Chị thì em xuống chơi với chị là tốt rồi nhưng mà bây giờ em mời chị nữa. Vâng. Hôm nãy chị đi lau nhà trên kia có mấy đứa em nó bảo là hỏi nhà chị còn có mướp bán không thì đợt trước chị cũng ở dưới nhà ấy trồng một gốc mướp ông thấy nó sai nhiều nhiều ấy nhưng mà cái ông chủ đất kia là không biết là ông còn ở nhà hay là không ở nhà không biết nữa chị đang bảo là đi cắt cái mướp kia đi bán. Nhưng mà cắt thì chắc ông kia cũng không ấy mà ông không kia cái mướp kia không, ông không cấm đâu chắc không cấm đâu mà ông đấy ông đi buôn không phải ở nhà đâu thế thì chắc không sao. Còn mướp của mình cứ cắt bán mà chả sao. Cắt lấy tiền trang trải trước á. Vâng. Thì em có thích ăn không? Ăn thì tí nữa theo chị đi cắt xong là lấy một ít về ăn. Vâng. Tí em đi theo chị đi xem. Vâng. Em đi công tác về vào thăm mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ anh? Vâng, mẹ em vẫn khỏe chị ạ. Vâng. 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 Tốt rồi. Cảm ơn chị hỏi thăm đến mẹ em. Vâng. À thế thì đi cắt mướp thôi, không sợ tí muộn mất. Em nghỉ ngơi đã. Vâng, không sao đâu. Em cũng không mệt mấy đâu mà. Vâng. Thế thì chị em đi cắt nhỉ? Vâng. Thế chị cắt đi mà cho mấy nhà nó ăn tối. Vâng. Thế đi nhỉ? Đi. Hai chị em đi. Vâng. Đi. Bước nhà chị xa nhiều nhỉ? Ừ. Lâu lắm chị không đến đây đâu mà. Nó nước còn sắp già rồi đấy. Chị lấy dao cho em cắt thôi. Nhìn thích nhỉ? Ừ, mướp đẹp thật đấy. Thế in chắc con này không ở nhà đâu. Thì ông chủ đất thì chắc không ở nhà. Chắc không ở nhà. Đi ông này buôn bán thì chắc không ở nhà. Cái này là đợt trước là con nuôi của mẹ đây đấy, xong là hộ làm cái dao này mà. À. Đợt trước cái đứa con nuôi của mẹ, nó còn ở đây. Thích thật đấy mướp này. Vâng. Cắt cho em này. Mướp đẹp quá. Thế mà chị không về lấy đi bán sớm. Nhưng mà chị định xuống rồi, nhưng mà một mình chị cũng thấy hơi ngại cái ông chủ đấy. Hôm nay cho em xuống thôi. Em đi tìm cho các bạn. Thích nhé em nhỉ? Vâng, đẹp rồi đấy chị ạ. Đây quả này còn già rồi này. Lâu lắm chị có xuống đâu, từ hôm đấy đến bây giờ, hôm xuống với em lấy điện lại đến giờ. Vâng. Còn mình chị chỉ cả dám xuống. Lấy cắt đi cho kia luôn. Sắp đầy gùi cho em. Sắp đầy gùi chị ạ. Vâng. Cái cắt kia, hai quả kia nữa. Nặng không chị? Nặng phết đấy. Còn bé quá nhỉ. Em ơi cắt quả này được rồi nhỉ. Vâng, cắt mất quả này chị ạ. Còn bé quá nhỉ. Vâng, cái kia bé quá. Thôi đây rồi chị ạ. Thôi thì em cắt luôn quả này đi. Quả này nó không bé mấy đâu. Lên xe đi, đang nào cũng tối rồi. Thôi ngại lắm em ạ, không đi đâu. Biết rồi mà chị có đi bộ lắm. Thôi em không phải chơi chị đâu. Đi, không sao đâu. Không ngại quá nhỉ, hôm nay chị đã bảo em đi trước rồi. Không ngại được chị ạ, đi. Nhiều nước một tí nhé. Cô bán nhiều nước lắm. Bán ngồi nhiều bán.
Đây cô tải ra đây. Tải ra đây mà. Đấy em. Cần tiền đấy chị, cần 10.000 em ạ. Cháu có túi không nhỉ? Cho cô có cái túi. Cái túi xanh ấy, nãy cô quên không được mang túi. Một cân chín. Đây lấy một quả to hơn một tí. Quả bé. Ok, 2 cân 2 cân 2 cân. Cô này em nhỉ. Con nhá. Vâng. Cháu lên. Này ấy. Cháu lên bao nhiêu? Đấy đi cháu. Cái sao chị lấy một hai quả về ăn đi. Vâng, em mua mấy quả về ăn. Không cần mua đâu, tí chị cho mấy quả về ăn đi. Mua chị. Của nhà chồng ra mà không phải mua đâu. Cho một cái cho bạn của ba cân cháu ấy. Được 3 cân. Nguyên quả này là được rồi, êm rồi. 3 cân cháu ạ, 30.000. Tối giờ thì em về đi nhé. Chị tí nữa chị khách đi về bộ cũng được. Đi thế thì phải đi bộ vậy. Vâng, chị đi bộ thôi, em cũng không. Vâng. Vất vả chị quá nhỉ. Không sao đâu, đi giờ em đến đây là tốt lắm rồi. Em lấy đi quả thôi. Lấy quả về nhé. Nhớ có túi không, có khô xin thêm không? Cháu này tốt nè. Thôi chú lấy mấy quả về ăn đi chú ơi. Em mà cân lên. Thôi không cần phải cân á. Thôi đó, cân làm gì. Thôi không cân nữa em ạ. Thôi mang về ăn đi. Thôi chị không lấy tiền đâu. Chị đang khó khăn chị. Biết rồi mà không đáng. Thôi. Thôi nếu mà chị không lấy tiền em không lấy quả đâu. Thôi lấy đi. Chị cầm đi. Thôi chị không cầm đâu, ngại lắm. Đấy, cầm. Ui, nếu mà chị không lấy tiền em không lấy bước rồi. Thôi, đấy, chị cầm đi. Thôi, chị xin nhé. Chị cũng đang khó khăn, em mua về. Em nói thế, chị xin nhé. Khổ quá. Thôi, thế chị cho một cái. Thôi, được chị ơi. Thôi, cho một cái em. Thôi, chị bán còn chưa được. Thôi, chị xin nhé. Cảm ơn. Cho em nữa. Thôi thì bây giờ tối em cứ đi về. Vâng, em xin phép chị đi về nhé. Về đi. Thôi, có gì em này, chị hỏi này. Em có thích câu cá không? Có mà. Thích câu cá không? Vâng. Chị, thế nhà chị có ao à? Nhà chị có cái ao to, cá to lắm mà mình chị không biết câu ấy. À, thế này ngày mai em nghỉ sớm không? Ngày mai được nghỉ sớm mà không? Nếu mà công việc ít thì nếu mà em được nghỉ sớm thì em tối. Vâng. Còn nào thì em có biết làm mồi không? Là có. Làm mồi câu cá nó ăn. Có mà. Cái đấy thì mai em xuống em tìm mồi cho. Vâng. Vâng. Thì hay là để em đưa chị về bán hết thôi, quả này không về. Bây giờ còn có 4 quả đấy thôi. Thì mang về ăn được. Thôi em đi về đi, không cần phải đưa chị đâu. Thế thì chị bán quả nhé. Vâng. Thế thì về chị phải đi bộ. Chị đi bộ cũng được mà, không sao đấy. Cố gắng nhé. Vâng. Thế em đi về nhé. Vâng, em về nhé. Cảm ơn em nhé. Vâng. Em về nhé. Cháu này một lợn to nhỉ? Vâng, hôm nay cháu một con lợn lợn tạ. Thế à? Vâng. Con lợn này thịt à? Con lợn này họ ăn nhiều lắm. Thôi, cảm ơn cháu nhé, có mỗi hai quả. Cô cũng mau về ăn đâu. Cô về nhá. Vâng, cô lấy về để ăn, thôi không bán rồi. Về đằng nào cũng rau, làm rau ăn. Vâng. Cô về nhé, cảm ơn cháu nhé. Vâng.